41 triệu người Mỹ trẻ tuổi trong độ tuổi từ 18 đến 27 sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu vào tháng 11 này. Các nhà phân tích cho biết họ có thể tạo ra khác biệt trong cuộc bầu cử tổng thống, không phải vì độ tuổi của họ, mà vì họ là người như thế nào. Nhóm dân số trẻ sẽ đa dạng về chủng tộc hơn nhiều so với nhóm dân số của thời kỳ bùng nổ trẻ em, tức Baby Boomer, lớn tuổi hơn. Vì vậy, gần một nửa trong số những người trẻ tuổi này, bạn biết đấy, hệ Z là những người trẻ tuổi da màu, khoảng 1/5 trong số họ tự nhận mình là LGBTQ theo cách nào đó. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta đang nói về một thế hệ thực sự đa dạng, không chỉ về bản sắc mà còn về xuất thân, kinh nghiệm và quan điểm của họ. Lâu nay, những cử tri trẻ đi bầu với tỷ lệ thấp hơn những người lớn tuổi. Nhưng thế hệ trẻ này đang cho thấy họ tham gia chính trị tích cực hơn các thế hệ khác ở độ tuổi này. Vì vậy, một trong những câu chuyện lớn trong các chu kỳ bầu cử gần đây thực sự là sự gia tăng lớn tỷ lệ cử tri đi bầu trong giới trẻ. Chúng tôi ước tính 39% trong số họ đã bỏ phiếu vào năm 2016 và 50% vào năm 2020. Còn khi nói đến các cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ mà khi đó không có bầu cử tổng thống, những người trẻ ngày nay năng động hơn các thế hệ trước trong cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tiên mà họ đã đủ tuổi đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử năm 2022 là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên mà thế hệ Z chiếm toàn bộ nhóm tuổi 18 đến 24. Hơn 28% trong số họ đã bỏ phiếu vào năm đó. Tỷ lệ đi bỏ phiếu cao hơn so với thế hệ thiên niên kỷ, thế hệ X và thế hệ Baby Boomers, những thế hệ trước họ ở cùng độ tuổi. 28% cử tri trẻ đủ điều kiện đã bỏ phiếu vào năm 2018. Con số này cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ cử tri trẻ đi bầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014, mà khi đó là 13% trong nhóm cử tri từ 18 đến 29 tuổi. 23% đã bỏ phiếu năm 2022. Medina cho biết cử tri trẻ tuổi có động lực đi bầu từ những vấn đề liên quan trực tiếp đến họ, như các vụ xả súng ở trường học và nền kinh tế. Chúng ta thực sự đang nói về một thế hệ những người trẻ đã nắm bắt được sức mạnh của mình, mong muốn tạo ra sự thay đổi và đã thực hiện điều đó tại hòm phiếu và hơn thế nữa. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, nhìn chung những người trẻ tuổi đã bỏ phiếu cho các ứng viên của Đảng Dân Chủ thường xuyên hơn các ứng viên Cộng Hòa. Nữ giới trẻ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ với tỷ lệ cao hơn nam giới trẻ. Và nếu bà Kamala Harris có thể làm cho họ đi bầu, có lẽ họ sẽ bỏ phiếu cho bà ấy mạnh hơn khi họ bầu cho ông Joe Biden. Các nhà phân tích cho rằng, nếu không có phiếu bầu của giới trẻ, Đảng Cộng Hòa có thể đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Nhìn về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri trẻ tuổi nhất.